Chào bạn đã quay lại với channel của mình Ok quay lại với game Auto Chess Movie nha Ok cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh mình nha Anh em nào đã đăng ký hội viên thì cho mình cảm ơn nha Anh em nào mà có điều kiện thì nhớ đăng ký hội viên ủng hộ mình nha Rồi Ok Chú, Giới hạn truyền thuyết như cứt luôn Hay thật <laughs> với hàng truyền thuyết với hàng truyền thuyết nhìn vô hết muốn chơi luôn ghê 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 cũng được cũng được cũng được để um, mấy hiệp đầu thì anh em cứ uh, xả ra thôi anh em được quá tập trung vào để chọn bộ làm cái mẹ gì hết tại vì bạn biết sao nhiều khi á cái mấy cái hiệp đầu á nó có những cái bộ mà anh em cần phải chọn từ những cái hiệp đầu rất là sớm để làm gì trong cái thời gian dài anh em sẽ tích được một lượng sức mạnh nó ổn thí dụ như ngựa này ngựa là một con anh em phải càng có sớm càng tốt à, lợi thế mà lợi thế càng sớm càng tốt càng đông càng tốt à, rồi gấu cũng vậy gấu cũng là một bộ có sớm nhưng mà bây giờ gấu thì nó không có sớm như hồi trước nữa rồi bây giờ con gấu lại chuyển về hai tiền rồi mình đây là một pha cân bằng cũng khá ổn đấy chứ nhưng mà bây giờ thì nó lại ngược lại với hồi trước một chút xíu là hồi trước kiếm hai tiền khá dễ nhưng bây giờ có con, con gấu nó chen vô cái số lượng mà hai tiền á thì bây giờ mấy con hai carry hai tiền của anh em hôm qua mình nhắc lên nhắc rồi mà hôm nay mình nhắc nữa là sao mấy con carry hai tiền anh em cần phải để ý nha. tránh tình trạng là anh sao nó ra bài hổn quá đó là nó không có được ba sao đâu đặc biệt là mấy con carry như là agency ranger là nhiều người dành nè. Mà bây giờ thì số lượng 2 tiền lại quá nhiều đi cho nên là nó sẽ thu hẹp cái 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 độ uh, gọi là dao động của mấy con uh, xuyên uh, gọi là mấy con hai tiền carry nha agency ranger bây giờ mình mua nè mới gặp mấy thằng khác nó thấy nó có mua mua chứ Ờ à, mua chứ sao lại không mua đúng không ạ mấy thằng khác nó thấy nó cũng mua cho nên là bây giờ một là sao nó dành nhiều hai là hồi trước cái số lượng hai tiền nó 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 nó, nó ít nó bây giờ nó lại thêm một con vô là nó nhiều hơn tỷ lệ ra nó cũng nó phân phân bổ ra nó cũng hơi khó nhưng mà đặc biệt là sao mỗi con cái cái số tiền con chết đó thì nó có một cái lượng nhất định và cái lượng này không có thay đổi à, cho nên là nếu mà bạn có thêm hai tiền vào trong cái kho đó à, cho thì nó sẽ cái 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 số lượng của mỗi con chết nó sẽ ít lại à, cho nên là bây giờ carry anh em mà chọn đã hai tiền thì anh em nên cẩn thận tại vì à, những con carry hai tiền đa số là người bây giờ là sẽ chơi tại vì hồi trước mình nói rồi agency ranger nè là một trong những con mà carry hai tiền gọi là best choice trong tầm giá mà đằng nào mà đi đã cầm được con agency ranger hai sao cũng đều muốn lên ba sao hết cho nên là nó tranh giành khá là nhiều cẩn thận cẩn thận lọt hố là ăn cướp liền à mình nói thẳng luôn lọt hố là xong liền cho nên là anh em phải vô cùng cẩn thận nha vô cùng cẩn thận nha bạn nào cho nên là bây giờ thì nó nói nói, nói nói chung thì cũng meta mới thì nó không phải là meta mới chỉ là một cái cân bằng nhỏ trong cái việc update game thôi à, chỉ là cân bằng lại thôi à, chỉnh sửa con con gấu lên thành hai tiền xong rồi chỉnh sửa con bộ Galaxy là giảm đi một xíu sức mạnh từ Galaxy nhưng mà tăng bộ giả thú rất là ok nha anh em cho nên bây giờ nếu mà trong meta này mà anh em chơi giả thú cũng khá là ngon giả thú tuần trước chưa update đó nó đã có tỷ lệ thắng là 14.5 phần rồi à, là nó cũng khá là ok rồi đó bạn à, khá là ok trong nó nằm trong top 10 trong top 10 nhưng mà nó nằm ở top 5 cái bộ có tỷ lệ thắng cao nhất cho nên sáu giả thú và bây giờ chơi thì nói chung là cũng uh, vừa miệng ngon <laughs> uh, vừa miệng <laughs> rồi uh, thêm một cái nữa là chính hunter chính hunter cái uh, tỷ lệ thắng uh, tuần trước tuần trước là hai uh, tuần trước tỷ lệ thắng hình như là 19 chín hai mươi phần trăm gì đó hôm qua coi quên rồi mười chín hai mươi phần trăm gì đó mười chín hai mươi thì đúng là nằm trong top năm mà có có tỷ lệ thắng cao đó nhưng mà tỷ lệ chọn của chính hunter nó đang khá thấp không biết tại sao chắc là do cũng nhiều anh em cũng không có muốn đi hunter hay sao đó nhưng tỷ lệ chọn hunter nó khá thấp điểm trung bình nó có nó nó điểm trung bình nó có 2.2 hay sao á à, là nó, nó nó, nó nó nhiều người sẽ không chọn nếu mà chọn được bộ khác thì người ta không có chọn đi chính hunter chắc là do 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 chính hunter nó mỏng cơm quá mà bây giờ gấu đang khá khỏe đó à, cho nên tuần trước gấu đang khá là bá đạo cho nên chính hunter ít được người chọn Tại vì bạn biết rồi con gấu assassin mà nó lia một cái thì đúng kiểu là hunter và bạn không có đồ cứng thì đúng kiểu là cũng ỉa chảy với nó thiệt luôn cho nên là cái cái tỷ lệ thắng có cao nhưng mà nó lại cái cái tỷ lệ chọn lại hơi thấp. À, cái tỷ lệ chọn hơi thấp. Nhưng mà tuần này thì nếu mà anh em hỏi mình đi có nên đi chính hunter hay không á thì mình cũng khuyên anh em nên một câu là bây giờ chính hunter nó có nhiều bộ để khắc chế lắm nha. À, nó có nhiều bộ chế đặc biệt nếu mà những cái bộ mà anh em không có đồ thì anh em chịu được á à, cho nên là đi chính hunter anh em phải có một cái độ dàn trải trang bị nó ổn và những cái con hunter của anh em giai đoạn đầu á, phải giữ được máu cho anh em thì lúc đó anh em mới đi chính hunter nổi chứ còn không á, về cuối có những con năm tiền á nó đâu có ngại chính hunter lắm đâu <laughs> hồi nữa có những con năm tiền nó không có ngại cơ chính hunter lắm đâu nha cho nên là cũng hơi khó khăn À, cũng hơi khó khăn cho cho chính hunter nếu mà gặp trúng những cái trận mà nó có những con đó hoặc là những cái thằng mà nó sẽ có những con đó rất là sớm Ồ, mình bữa hở mới đi trận kìa cũng may là trận đó mình 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 đi goblin Ồ, cũng may là trận đó mình đi goblin cho nên năm tiền mình không ngại chứ có thằng đó nó ngộ không hai từ level 8 ngộ không hai từ level 8 nha bạn mà nghĩ đi ngộ không hơn là trận nếu mà trận đó mình không đi chính gọi là mình mà không không đi goblin thì chắc là cũng quỳ với thằng đó rồi ngộ không hai mà level 8 nha bạn level 8 mình muốn kiếm năm tiền nó thiếu điều muốn đỏ con mắt luôn nó năm tiền hay sao à, vậy sao chơi bạn nếu mà nó đã xanh rồi thì game này nó là vậy bạn thằng nào xanh thì nó win à, thằng nào xanh thì nó win rất khó trong cái việc là nếu mà hai hai bộ anh em cân bằng á thì anh em dùng não được à, anh em dùng não được còn một cái bộ nó quá xanh rồi nó 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 tới công chuyện rồi thì dù có cái gì đi nữa thì cũng không thể nào lật ngược tình thế được tại vì nó có một bộ quá xanh thí dụ như bộ mình đi goblin đi mình ba con năm tiền ba sao bạn lấy gì bạn chơi à, bạn lấy gì bạn chơi có nhiều ông anh là nói là năm tiền ba ba sao đơn giản ừ thì anh em có thể thắng được chứ không phải là nói thua nhưng mà cái thằng mà cầm năm tiền ba sao đó đó mà nó cứng cựa nó có kỹ năng là khó cho anh em rồi đó À, nó cứng cửa mà nó nó xoay được năm tiền ba sao là nó đi goblin được rồi nếu mà nó chỉ trong thời khắc đó đó nó thấy nó bị hỏng chỗ nào nó bù nó đắp vô chỗ đó liền hoặc là nó có trang bị thì đúng kiểu là anh em cũng khó chịu với nó lắm chứ bộ đúng không? À, cho nên nhiều anh em cứ nghĩ là thắng được năm tiền ba sao thì đương nhiên là thắng được chứ không phải không? À, nhưng mà bạn nguyễn hiểu thế sao? là hai thằng đối đầu với nhau thằng nào cũng biết suy nghĩ đó à, chứ không có thằng nào không suy nghĩ được đó thằng nào cũng suy nghĩ được hết, á cho nên là nó anh em biết khắc chế nó thì nó cũng có biết khắc chế anh em vậy, cho nên là chơi nó không phải lúc nào nó cũng hoàn mỹ được hết, lúc nào cũng có gọi là một cái sai số nhỏ trong đó, không thể nào mà giống như là cứ, um, cứ 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 gọi là sao anh em nghĩ là anh em đi bài khắc chế là anh em có thể ăn được người ta thì đúng rồi, đi bài khắc chế là có thể ăn được nhưng mà không phải lúc nào cũng ăn được, à, hiểu không? không phải lúc nào cũng ăn được nó còn phải dựa nhiều vấn đề cho nên cái game này nó hay ở cái chỗ là anh em biết sao chơi trận nào nó cũng khác trận nào mặc dù anh em có đi một bộ duy nhất cũng được nữa anh em đi một bộ duy nhất thôi anh em 100 trận anh đi bộ đó luôn nhưng mà bảo đảm không có trận nào giống trận nào à, nó sẽ gặp thằng này thằng khác à, đồ nó, nó nó cũng là một cái mà random nữa rồi rồi, rồi, rồi con tướng nó ra theo, theo kiểu cũng cũng khác nhau nữa nó nó, nó khác lắm cho nên là một cái game như vậy nó có ba bốn yếu tố để tạo thành là, là sao một là dù anh em đi bộ đó đi nhưng mà bài ra nó khác anh em lần này anh em lên ba tiền sớm Ê, lên ba sao sớm lần sau anh em lên ba sao nó trễ à, lần này anh em không có đồ lần sau anh em có đồ à, Lần này anh em hơi thọt nhưng mà lần sau anh em nó hơi xanh nó là đã khác nữa rồi à, lần này anh em gặp với cái bộ không có khắc chế nhưng mà lần sau anh em gặp bốn thằng khắc chế anh em thì nó khác nữa chơi game nó sướng ở cái chỗ là không có lúc nào mà anh em có thể mà kiếm được hai trận nó giống y nhau được khó lắm khó lắm bạn ơi thiên biến dạng quá ừ, giống như ngủ không vậy đó <laughs> nó tuyệt vời cho nên là chơi nó không có kiểu như nó mặc dù là cũng có cái cách đó thôi nhưng mà chơi nó không có chán tại sao tại vì nó nó nó, nó, nó lúc nào nó cũng có cái mới hôm nay ta gặp thằng này ờ, thằng này nó đi bài cứng nè À nó, nó mà nó xanh nữa thì thôi. Khó rồi đó. À, nhưng mà thà, hôm nay thì hôm sau tao gặp thằng khác. Thằng khác này cũng cứng nè, nhưng mà bài nó thọt. <laughs> bài nó thọt là mình bắt đầu à, ok, bài mày thọt tao bán hành. À, tao lại tiếp tục là mở mở shop hành ra tao bán mày. Thấy không? Bởi vậy mình mới nói rồi, chơi game này nó bị nghiện đó nè. <laughs> cái game nào mà nó càng có cái cái yếu tố chơi lại là sao? Lúc nào nó cũng cái game mà nó có yếu tố chơi lại nhiều là sao? là nó không có giống nhau hoàn toàn. Mỗi lần build, mỗi lần đi nó nó khác nhau. À, cái game này nó cũng vậy thuộc dạng này. Sinh tồn. Mà. Mỗi lần nào anh em cũng tìm ra cách sinh tồn được đó, đúng rồi. Nhưng mà có tồn được hay không đó thì còn khoan nha, khoan nha, chưa quyết định được. <laughs> mà cái game này nghiệt con cái là bạn biết sao? Cái thằng cái thằng gọi là mỗi thằng có một mục tiêu khác nhau. Thí dụ giống như mình mà hạt răng á thì mình sẽ theo kiểu là tao mà lọt cái top 3 là được à, còn nếu mà tao lọt cái top 2 là được ok ngon ngon tại top 2 là cũng cộng được hơi bị nhiều điểm rồi nha nếu mà tao lọt cái top 1 thì lại càng đỉnh nó lại càng đỉnh cho nên là nếu mà, mà, mà anh em chơi mà gặp mấy cái thằng mà nó hơi vô lô á thường thường là hồi trước là sao nó có một cái bài gọi là eco bây giờ eco cũng được chứ không phải không nhưng mà eco là anh em phải biết anh em làm gì cầm tiền anh em phải biết anh em làm gì chứ không mà eco là coi chừng là đi luôn mà dạo này meta siêu đẻ nó có vẻ như nó quay trở lại nữa thằng nào mà eco gặp siêu đẻ một cái là ỉa chảy liền <laughs> gặp siêu đẻ một cái là thôi nó thốn nó thốn cực kỳ nhưng mà con rồng bốn tiền lượm con rồng bốn tiền vô trước rồi bây giờ chúng ta tính tính nào bạn mua con này vô um ra vô là cái chắc rồi hunter hả hunter dáng này đi cũng được nhưng mà không đi cũng không sao nhưng mà mình phải sao mình thấy trận này mình đi xuyên nó ngon hơn À, trận này mình đi xuyên nó ngon hơn nè đấy bây giờ mình lấy ba rồng trước nè hai xuyên thôi ba rồng là khỏe rồi ba rồng giai đoạn đầu rất là ok hơn là mà cái trận này mình không có rồng phun nước miếng đó nha chứ mình mà có rồng phun nước miếng thì nó lại càng đã nữa à, nhưng mà con rồng 4 tiền nếu mà rồng 4 tiền này mà mình may mắn á nha mà mình lên được hai sao sớm á nha ôm rồng luôn đi cũng tuyệt vời ờ à, hôm nay đi năm rồng đi phép năm rồng nhiều đúng không không nhưng mà giờ chúng ta đi ba rồng đi gọi là đi sát thương tay à, sát thương tay mà con rồng này á thì nó nghiệt ngã ở một chỗ là bạn biết không nó thổi cái nội tại của nó thôi nó lúc mà nó biến rồng là nó thổi là nó đã là Là đam lan rồi mà bạn đưa thêm búa xét cho nó nữa thì hoặc là uh, búa xét súng cho nó nữa thì nó lại càng lan ra to nữa mà nó lại càng lan ra to thì nó gây càng nhiều đam mà bạn nên nhớ như con rồng này là đam lai rồi một nửa đam sát thương, một nửa đam sát thương, sát thương phép là nhà sát thương tay với sát thương phép nó khác nhau rồi. Một nửa đam sát thương vật lý, một nửa là đam sát thương phép rồi. Cho nên con này thằng nào mà nói là đi theo kiểu là cái dạng kiểu như sao ta? Ờ, cái cái dạng sao mà thiếu phòng thủ cũng không được, mà thiếu kháng phép cũng không xong. Ồ ờ, nó lạ nó vậy, con rồng này hồi trước có rất nhiều có khoảng thời gian là đi rồng anh em nuôi rồng rất rất ổn định luôn nhưng mà con rồng này bốn tiền bây giờ nó đã bị nếp khá nhiều sức mạnh so với cái, gọi là cái thời mà cái thở sơ khai các bạn ở cái thở sơ khai con rồng bốn tiền này mà bạn lên được hai sao nha hồi đó trang bị nó khác bây giờ à, hồi đó trang bị nó khác bây giờ hồi đó trang bị nó có những cái trang bị nó cộng tốc đánh rất là kinh khủng và nó lại còn hút máu nó đặc biệt bạn nhớ cái mặt nạ đỏ không À bạn nhớ cái mặt nạ đỏ hồi đó không? Nhưng mà con rồng này nó lại dùng cái mặt nạ đỏ hồi đó không được tại vì dùng cái mặt nạ đỏ thì nó sẽ bị câm lặng. Cho nên hồi trước á cái cái, cái 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 lúc đó thì con rồng rất mạnh nhưng mà nó lại không dùng được nhiều trang bị. Bạn cứ thử đem con rồng hồi trước vô bạn bỏ vô ngay tời cái thời bây giờ Mình nói tám thằng hết 9 thằng là đi rồng luôn tại vì con rồng hồi đó thổi sát thương nó rất là mạnh. Nó phải gấp đôi con rồng bây giờ nó phải gấp đôi con rồng bây giờ tốc độ đánh cũng được bị giảm đi rất là nhiều rồi cho nên bây giờ mặc dù trang bị nó rất phù hợp để đi rồng nhưng mà con rồng cái nội tại nó lại không mạnh nữa cho nên ít người chơi ít người chơi à, người ta có nhiều bộ nên người ta chọn người ta chơi lắm chứ không phải người ta lúc nào cũng nuôi rồng còn hồi trước nuôi rồng là một cái gì đó rất là thượng đẳng anh em không à, nó cái nuôi rồng nó có gì nó rất là thượng đẳng khi mà một con rồng nó quá mạnh đi không cần đồ nhá nếu mà họ cái lúc hồi trước trước nữa là nó nó còn không có đồ để mặc luôn nữa thì bạn chỉ cần đưa gậy gỗ rồi vô thôi bú xét là lựa chọn duy nhất mà để tăng tốc đánh à, bú xét là lựa chọn duy nhất luôn tại vì mặt là đỏ cam lặng đâu biến rồng được là cũng thua à, là cũng thua à, và bạn như còn cái thời mà bạn còn nhớ con rồng mà nó cái không phải là cái game mà nó chưa lấy trang bị ra được á là bỏ trang bị vô con nào là chỉ có bán con đó đi mới lấy trang bị ra được thôi chứ không bao giờ anh em la tháo ra được luôn lúc đó thì bạn thấy rồng nó kinh khủng cỡ nào cái đó chắc cũng mùa 3, mùa 2, 2, mùa 3 gì đó Anh em nào mà có xem lại video của mình thì lật lại mùa 2, mùa 3 gì Anh em sẽ thấy con rồng nó kinh khủng cỡ nào Một trận phải bèo lắm, phải ba bốn thằng cầm rồng ba rồng lúc đó thì nó không phải nó ngon như bây giờ À, ba rồng lúc đó thì nó không phải ngon như bây giờ nhưng mà con rồng bốn tiền của nó thì rất khỏe mặc dù nó thiếu trang bị nhưng mà nó tự động nó khỏe anh em ạ ồ nó vậy đó đợi đây có gậy gỗ nữa không oh, có gậy gỗ nữa mà cần hiệp 15 rất đồn vậy ngon rồi nó bây giờ lấy gậy gỗ trước tiên bây giờ đương nhiên là ca con này à, đầu tiên là bây giờ là phải cây súng đương nhiên là chắc chắn là phải cây súng rồi con rồng phải cái súng rồi búa xét là một lựa chọn rất ok tại búa xét nó nó làm giúp cho cây súng với búa xét làm cho cái sát thương của con rồng này á, nó lan ra nhiều hơn cái búa xét thì nó có cái nội tại mà giật xét á, gây sát thương phép nè rồi nó con rồng có cái súng thì nó thổi được hai tia thì những cái tia đó mà khi biến rồng á, thì bạn biết rồi nó cũng lan ra nữa nó lan ra theo cái kiểu nội tại của con rồng là cộng thêm búa xét nữa cho nên nó rất là khỏe nào phân tích rất là đơn giản không mình nói thiệt mình phân tích rất là đơn giản luôn chỉ cần mà bạn gọi là sao có một xíu ta tích là bạn sẽ hiểu mình đang nói cái gì liền à, phân tích rất đơn giản là con rồng cần phải dùng những trang bị nào đó và anh em giờ chỉ cần ôi trà nhưng mà thằng này đi assassin rồi nhìn thấy biết liền trời đất ơi nhìn thấy biết liền đi assassin đúng không được trời đất ơi nhìn thấy vô chỉ cần mình mình nhìn sơ sơ vô là mình biết nó đi cái bài gì liền thằng này đi chính assassin luôn nè tại nó có con shadow 2 à, bây giờ nếu mà nó đi như vậy rồi thì chắc chắn thằng ông cố này không đi eo mà nó đi shadow 2 là lên đi chính assassin xong lên shadow 3 luôn đúng không? Nên nó quen quá nó nó có gì khác không đó bây giờ chúng ta có hai tóc đánh hai tóc đánh thì tăng không nhiều hơn một cái gậy gỗ một chút xíu thôi nhưng mà kệ nó con rồng mình đang thiếu con rồng mình đang thiếu um, thiếu 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 level con rồng là phải lên từ hai sao thì mới ra còn bây giờ thì tóc đánh nó hơi nó hơi nó hơi yếu và cái đam của nó cũng yếu nữa cho nên là bây giờ đặc biệt là giờ chúng ta cần thêm một cái lượng sát thương khác đến từ bơ xe cơ chẳng hạn nếu mà có rồng phun nước miếng thì ngon nếu mà có rồng phun nước miếng thì rất ngon tại rồng phun nước miếng là bây giờ nếu mà hai sao nha thì phun chết chết một con là bình thường chỉ cần vô trận phun một cái là chết một con À, rồng phun nước miếng mà hai sao thì phun cái chết con liền nhưng mà một sao bây giờ thì nó hơi trễ rồi hiệp 17 rồi bạn thì bảy người ta chắc cũng lên được hai sao nhiều rồi các bạn thấy rồng không rồng thấy vậy chứ nó này là một sao nha bạn mà bạn coi kìa lúc nào mà nó không nằm ở trong top đam à, bạn thấy một sao lúc nào mà con rồng nó không nằm trong top đam mà nửa đam của nó là sát thương phép nữa nha à, nửa đam của nó là sát thương sát thương phép nữa cho nên là rất ổn định rồi nhưng mà thua thằng này nó ba con heaven bomber quá mạnh đi bạn ba con hay bên mơ mà nó phóng ra thì bạn biết rồi mỗi con phóng ba tên lửa ba con là chín cái phóng một cái tên lửa là cả làng di dân rồi mà mày phóng chín cái thì còn mẹ gì đời nữa đúng không phóng chín cái tên lửa thì còn cái gì đời nữa bạn chịu thôi ok lên được hai sao luôn bây giờ bốn xuyên không ta hay là lấy rồng phun nước miếng hơi sớm À, từ, từ, từ từ bình tĩnh nha bình tĩnh nha rồi nếu mà rồng phun nước miếng lên hai sao cũng được nhưng mà để coi để coi nếu mình mình nếu mà mình đi uh, cái này thì mình đi rồng xuyên á, thì mình chỉ cần ba uh, con rồng này thôi mấy con rồng khác thì mình cũng không cần thiết lắm đó không mình nói rồi rồng thổi tốt lắm ờ, rồng thổi rất tốt luôn ok 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 ok, okay. hai thằng có chuỗi đụng nhau đúng kiểu là là thằng giàu nó càng giàu thêm ôi ơi cái thằng kia nó lại mất chuỗi rồi cho thằng thằng đầu bảng bây giờ nó xanh cỡ này thì khó rồi nè bạn đó bây giờ bạn phải làm cách nào để bạn hạ bệ thằng đầu bảng nè cái thằng đầu bảng là cái thằng mục tiêu duy nhất bây giờ chứ không phải là những thằng khác những thằng khác ok nếu bạn chỉ cần bạn sinh tồn thôi là thằng đầu bảng nó giết hết tụi kia được luôn bạn chỉ cần lết vô được top 3 thôi là bạn có điểm mà đúng không À, nhưng mà bây giờ muốn thắng mà top 1 thì chúng ta phải hạ bệ được thằng đầu bảng Được Ba Hunter bỏ hai tóc đánh đi Đưa hết đồ con rồng cho Agency Ranger Đó thấy chưa Gọi này là kế hoạch B à, Cái này mình gọi là kế hoạch B Nãy giờ mình dồn đồ cho rồng nhưng mà mình nuôi được một con nào đó Thì mình dồn đồ lại cho con đó bây giờ gọi là kế hoạch B Bạn thấy không bây giờ mình chỉ cần nằm ở đây thôi Miễn là mình đừng chết thôi Là mình lọt vô top 2 thằng đầu bảng nó quýnh hết No, thằng nó thằng đầu bảng nó quấn hết cho mình luôn quấn mấy anh kia chết hết à, uh, quấn mấy anh kia chết hết mình là miễn là mình cố gắng là mình sống thôi cố gắng mình sống thôi đột nhiên cái mình có top 2 mà mình không cần phải bỏ ra một chút xíu gọi là tâm tư gì hết các bạn mình bây giờ mình chỉ cần làm sao cho đội hình mình có thua cũng đừng thua nhiều có thua thằng đầu bảng cũng đừng thua nhiều là mình có cửa ăn à à <laughs> 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 chơi game là phải có tính toán à, mình chơi game nó phải thực dụng anh em không à, mình là mình thích Mourinho cho nên là lối chơi mình rất là thực dụng bây giờ mình chỉ cần sống thôi còn thằng đầu bảng làm hết bây giờ nó đụng thằng đầu bảng mà nó đụng thằng nào yếu yếu là nó quýnh hai chục máu là bình thường luôn đó. nó xanh mà level chín mà hiệp 19 làm cầm level chín kìa à, thấy không bây giờ mình lấy xấu xuyên để làm gì mà mình lấy xấu xuyên để im đây đi từ từ rồi tính từ từ rồi tính sao bạn cứ lấy sâu xuyên để im đây cái đã rồi chút nữa mình tính mình bây giờ cứ nằm ở trong top 3 thôi đó bây giờ mấy thằng kia để cho thằng top 1 quýnh quýnh chết mình thì bây giờ mình cứ cứ rung đùi ngồi ở top 2 thôi miễn là mình có thua mình đừng thua nhiều máu quá thua ba bốn máu ba bốn máu thế nào mình cũng lọt vô top à mà lọt vô top được sao thì nếu mà leo răng thì được điểm trời đó còn top 1 được hay không thì từ từ à, top 1 được hay không thì từ từ cái đó là về cuối chúng ta mới chơi còn bây giờ mình build đồ hình theo kiểu là sinh tồn trước à trời đất ơi Đó, gọi là gọi là gọi là theo kiểu là hán vương mà bạn à, mình là leo răng thì cái, cái dạng mà gọi là chui dưới hán à, mình cứ chui dưới hán thằng top 1 để mình lên từ từ mình à, bây giờ mình đâu cần mạnh thì mình không cần xả tiền mình kiếm gì đâu mình đụng thằng top 1 mình thua ok tao chịu luôn tao yếu tao thua ok luôn nhưng mà đụng mấy thằng khác á một là thắng hai là thua thì thua nó ít máu thôi thua ba bốn máu thôi đừng thua nhiều là được đấy không à, còn 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 cái phần mà diệt mấy thằng kia đó để thằng đầu bảng lo trời đất ơi à, không? chơi game kiểu hán dương mà <laughs> mình cứ lết lết nhẹ nhẹ thôi bạn mình lết 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 vô thôi mình không có cần phải mà quá gọi là sao gọi là dương cờ mà khởi nghĩa không cần thằng đầu bản ôi thằng đầu bản đi đi mình nha bố mày thấy rồi nha con trai bố mày thấy rồi đầu bảng mày đi đi mình rồi nha ờ thấy liền thấy liền với bạn trời vừa bật lên là mình nhìn thấy liền ok nè ví dụ như giờ có thua không ừ đó mình chỉ cần thắng nhẹ nhẹ nha các bạn ờ à, mình thắng thôi đừng thua là được đừng thua là được rồi còn còn lại nè bạn coi thằng đầu bảng nó làm hết thằng đầu bảng nó làm sạch hết bạn Thấy không? không thằng đầu bảng nó thắng bây giờ nó thắng đâu có ít đâu bạn nó thắng tầm mười mấy máu hai mươi máu không à <laughs> bây giờ mình âm thầm ở đây âm thầm ở đây mình úp con rồng 4 tiền hai sao đó bây giờ là trên lệch rồi bạn thấy rõ không có hai tớp rồi nè ba thằng tớp đầu thằng đầu bảng hỏi nói đi thằng nhì bảng nó thua mình có hai máu thôi thằng thứ ba chứ thằng thứ ba thua mình hai máu thôi còn thằng kia là 35 trở xuống là bắt đầu mấy này là mấy chết nè mấy này là mấy chết tại vì thằng đầu bảng mà nó đụng mấy này là nó gạt nó gạt liền nó đụng mấy à nhưng mà tao đụng đầu bảng nha để coi ừ Ừ, ơi khỏe 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 khỏe. Khỏe quá. Ơ ờ, nhưng mà tao gạt thằng đầu bảng luôn. <laughs> Mày hả? Thấy chưa, mình nói rồi, cứ chung chung ở dưới thôi. Đụng là trụng liền. Trời ơi, xoay con rồng, mình phải xoay được con rồng mình mới chịu. Trời ơi, hay vậy, đột nhiên cái mình gạt được thằng đầu bảng mình có nhiều tiền sướng đấy à, sướng đấy sướng đấy nhưng mà tội nghiệp vậy bây giờ là vỡ kế hoạch rồi bạn bây giờ mình không chung hán được thằng này nữa rồi à, mình không chung hán được thằng này nữa là tại vì thằng này nó biết rồi nó biết mình ăn nó rồi và mấy thằng kia nó cũng biết là bây giờ thằng này đâu còn tích chuỗi được nữa là nó không có tiền ờ, à, nó không còn tiền nhiều nữa nhưng mà bây giờ nó cũng cầm 50 tiền lên và chính nha ok 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 rồi à, bây giờ là kế hoạch chung hán đã bất thành rồi à, bất thành rồi tại vì mình gặt thằng đầu bảng sớm quá mình cứ cứ ngỡ là mình sẽ theo kiểu làm biết sao mình đụng thằng đầu bảng mình thua chừng ba bốn máu thôi là mình đã đặt kế hoạch mình rồi đó à, là gọi là, là gọi là, là gọi là, là hợp lý rồi Đấy, nhưng mà ai ngờ ai ngờ gặt luôn lụm cái chuỗi luôn mà ồ cái chuỗi mới là cái hay mười mấy trận thắng mà nó xuống trời ơi ồ nó xuống gì bằng luôn á cái okay, thằng này đi bộ gì quơ à trời ơi trận này mà mày đi quơ thì mày chết rồi ở trận này đi quơ thì mày đi rồi Trận này đi quơ bạn nên nhớ có Dark Spirit trong giới hạn truyền thuyết nha Thằng nào mà nó cầm đắt nó để vô một cái thì Quơ này chôn Quơ uh, này không có chết mà chôn nha bạn Trứng ok Rồng 4 tiền cho tao nè Rồng 4 tiền một cái thôi là tao lên luôn lên là hai sao luôn Đó Lên luôn Mua luôn trời ơi Vậy đó nhưng mà thằng đầu bảng nó tuột quá rồi tuột quá tuột rồi bây giờ mình mới là cái thằng nguy hiểm nè bây giờ mình lên đầu bảng mình có chuỗi nữa chứ biết sao mình mình có chuỗi thì tụi nó sẽ tập trung rất là nhiều ở mình thì bây giờ mình chỉ cần thắng thôi thắng liên tiếp cho mình đừng thua nữa à, đừng thua nữa là được rồng rồng thổi rất tốt rồng thổi rất tốt good mười ngàn đam mà rồng mười 000 đam đấy chưa thôi, thôi bây giờ phải tự lực cánh sinh rồi À, tự lực cánh sinh rồi bạn bây giờ không có chung háng được thằng top 1 nữa thì mình phải à, tự banh háng ra cho ra cánh sinh rồi bạn khổ thiệt mới ra đời chưa gì hết là banh hán là kiểu này thì thôi toàn còn gì đời nữa bạn à, còn gì đời trai 12 bánh nước nữa ok từ từ để đánh hiệp quái cái gậy gỗ này quyết định cái gậy gỗ nó bây giờ mình úp cái cái cái, cái 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 cuốc cũng hay nhưng mà mình úp cái cuốc cái dáng này thì nó lại mất cái mất cái gậy gỗ nữa Bây giờ mình đang, con rồng mình cần thêm tóc đánh à, Con rồng mình đang cần thêm tóc đánh cho nên bây giờ mình đang à, phân vân vữa cái việc là chọn hay là để chờ Con Siren này mình gọi là setup để mình đi à, thay con cui cool Hunter à, Giai đoạn sau để lấy à, thêm khống chế đó à, Cho nên mình để im ở đây Chưa Họ chưa có kế hoạch để dùng nhưng mà phải lên 2 sao đã rồi chúng ta mới có kế hoạch để dùng Good, Đà mà Pháp, má ơi rất đồn vậy thấy mẹ con rồi hay quá hay quá nhờ lên luôn mua luôn đúng rồi ấp chín nè ấp chín bây giờ ấp chín mà biết để gì không ấp chín bây giờ chúng ta kiếm một con quơ lóc nào đó chúng ta để vô lấy hút máu à, chúng ta kiếm một con quơ lóc nào đó để vô lấy hút máu là ngon nhất đặc biệt là doctor tờ đố anh em tại sao doctor tờ lại ngon à, đố anh em tại sao cái đồ hình này đi tờ lại rất ngon suy nghĩ đi anh em à, động não lên À, mình ấp chín cái đã bây giờ hiệp 26 mà mà cái thằng kia nó ấp 10 đúng kiểu là thằng đó nó cũng chịu chơi thiệt à, nó cũng chịu chơi thiệt luôn nha tỉnh ấp 10 mẹ luôn mà nó còn tiền nha mấy thằng ấp 10 hết tiền mình không có ngại nhưng mà ấp 10 còn tiền thì mấy đó mới nguy hiểm nhưng bây giờ nó đang xả tiền thằng này nó đang xả tiền nó mua cái gì á à, nó đang xả tiền nó mua cái gì á thấy chưa ông nội này đi chính assassin mà nói luôn rồi nó gặt con rồng chết liền luôn thua thấy chịu shadow ba <laughs> bắt bài liền hết kệ thua cũng không nhiều chín máu bảy hả ờ sao bảy máu cũng được bảy là cũng đỡ rồi bạn mình cứ tưởng là chín máu không anh thua bảy máu cũng được à, mình bây giờ là mình chơi theo cái kiểu ôi chứ mà thằng thằng này chính assassin cũng ác đó chứ nhưng mà chính assassin thì mình có cách trị à, chính anh assassin thì dễ trị bạn à, chính anh assassin rất dễ trị đội hình xấu xuyên rồi mà chính assassin thì nhầm nhò cái mẹ gì à, chút nữa mình sẽ cho bạn cách trị thằng chính assassin này rất dễ nhưng mà con shadow này đặc biệt nếu mà nó có đồ thì cũng hơi căng nha à. À, con shadow này mà nó có đồ thì cũng hơi căng đấy để coi để coi uhm dẫn đầu bảng nha dẫn đầu bảng nha bạn mình mặc dù mình thua nhưng mà mình dẫn đầu bảng ok ồ kẹo bông nó úp con con cây ba hai sao à, không cây ba ba sao nhưng mà 18 máu này chết rồi để anh assassin giết bạn à, để anh assassin nó giết mấy tụi này thì mình bây giờ lại tiếp tục chung hán thằng assassin lên <laughs> à, bây giờ mình thua thằng assassin đúng không thua đừng thua nhiều thua dưới 10 máu được rồi À, thu dưới mười máu còn bây giờ mấy thằng kia mà gọi là đụng thằng assassin thì thằng assassin tự trụng à, assassin trụng liền assassin trụng đầu bảng luôn nè bạn coi nè phạm hậu trụng hu một hai ba này luôn nè à, trụng trụng luôn trụng luôn chắc chắn luôn có thể đẩy 35 mươi à, ờ, 35 máu chắc không chết được tại vì chính assassin mà không có nhiều máu như vậy có thể đẩy khoảng mười mấy máu á à. trời đẩy có năm máu vậy cha nội hơi yếu nha hơi yếu nha nhưng mà kẹo bông đi rồi <laughs> kẹo bông đi rồi trời ơi hơi yếu nha cái pha mà trụng assassin mà đẩy cái, cái cái, bộ đi mình đó mà nó có năm máu là có vẻ như nó hơi nó hơi sai sai nha à, chắc là chắc là chắc là nó 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 dồn hết cho con con shadow ba rồi cho nên là mấy con khác nó không có nó không có ô oh, thèn chi cái thằng up shadow ba level 7 á trời ơi trời Trễ lắm rồi bạn ơi Úp up, up level đi May ra còn thắng được Hiệp 28 ông nội cầm level 7 Úp shadow 3 Trời ơi Này phải da trâu chứ da người chơi ông nội đâu Ồ da trâu á Ôi mà bạn biết sao thì bây giờ bự biết là chính assassin Úp shadow 3 là nó quan trọng rồi nhưng mà nó thọt level kiểu này cũng khó chơi bạn à, cho nên mình nói rồi không phải lúc nào bạn cũng xoay mà không phải lúc nào bạn cũng úp cấp Uh, từ từ phải tùy tình huống mà thua nè kệ thua vậy cũng được thua có bốn máu thôi uh, thua có bốn máu thôi trời ơi pha nó cái, cái ông mà này nè mà up level 8 là nãy giờ là có cửa thắng dữ lắm rồi đó nha nhưng mà mới có có level 7 thôi được để coi nó up level 8 sớm không nó mà lên level 8 sớm thì may ra nha bạn may ra là nó có cửa ăn chứ nó mình nói thiệt, ông nội này mà để level 7 tới hiệp 30 là, là thua rồi Không có cửa ăn mình bạn Mình up level 10, mình để con Berserker vô, mình thêm tóc đánh nè Mình có hút máu, mình có xuyên, mình có tóc đánh nữa Cỡ nào thằng Assassin, mà thằng Assassin này thì mình trị rất là dễ Tại bây giờ là mình không có, không có chuyển đội hình được, tại sao? Bây giờ mình chuyển đội hình, mình thua thằng khác thì nó rất là mệt Cho nên là mình quyết định là mình chờ Mình có thể thua ông Assassin này nhưng mà thua không có nhiều máu Thua cùng lắm là thua một con Shadow với một con nữa thôi Đó, à, bạn không một con xe một con nữa thôi cho nên là không có không có cửa trời ơi, nhưng mà ông nội này thì đi rồi ôi ơi đi đi mình mà không có phô lên ba thì ăn cứt tiễn ok à, tiễn khách hai thằng đi rồi ôi 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 ông Phạm Hậu thua dũng trí gì mà thua tới 17 máu ta nói rồi úp 8 đi nãy giờ không chịu. Úp trễ quá, thua là đúng rồi. Chính Assassin mà để thua tới mức đó thì đúng kiểu là nó tới thiệt luôn á. không? À, rõ ràng bạn thấy không? Đó là một trong những cái gọi là cái bài học cho các bạn đó. Gọi là xoay ba sao mình nói đúng là xoay ba sao nó quan trọng rồi. Nhưng mà cũng phải nhịp nhàng giữa úp cấp và xoay chứ. Nhịp nhàng vô. À vũ điệu tử thần đồ vô chứ mà để cắm đầu cắm cổ úp cắp vậy thấy mẹ rồi quên xoay ba sao vậy đi rồi cái goblin ở có khi là không được top 2 nữa shadow ba nha bạn mà có khi còn không được top 2 nữa nè rất cái gì trời rớt trượng ma pháp ông lại mày thế thì chịu bạn để coi coi vô đây là cái gì <laughs> Dark Spirit nè, lụm Dark vô Up no. 10 nè, Ok Ok lấy mảnh minh hồn Úp cái búa xét Xong rồi ghép thêm một cái búa Úp một cái búa tho Xong úp một thêm một cái búa xét nữa Đúng rồi Úp thêm một cái kiếm rít nữa Để vô cho rồng Vậy là bạn nghĩ tóc đánh là 0.6 nha không à, 0.6 nha bạn Ok bây giờ mình để vô như vậy Đó mình kéo xuống mình chơi thằng Assassin Mình kéo xuống như vậy, mình chơi thằng Assassin Thằng Assassin nhảy ra sao giết được mấy con này đây Ok nhưng mà rồng thổi chết nè đó, Mình kéo xuống mình chơi Assassin được đó Nhưng mà bây giờ để như vậy cũng được chúng ta có hai tóc đánh 20 phần trăm thôi 20 phần trăm nhưng mà con rồng 0.6 này nó sẽ thành thành con rồng 0.5 à, mình có hai cái cốc hai, chén thánh lận nè xin nè bạn coi nè thổi chết nè xin nó gặt được hàng sau nhưng mà nó không đụng được con rồng của mình nè con rồng thổi được rồng 0.5 mà chạy đâu? chạy đâu chạy đâu chết ok ừ thấy không rụng luôn rụng luôn trời nó ơi tao nói rồi chỉ sơ xuất một xíu không úp cấp thôi là đi liền Ôi ơi Bởi vậy nó rồi Phải cẩn thận trong cái việc là bạn cân bằng giữa úp cấp và xoay nha Bạn biết là bạn xoay 3 sao là bạn khỏe đó Ôi nhưng mà vậy thì bạn đi rồi Không có cửa phải không Rất khó không? Chỉ một xíu đó thôi là bạn thấy vấn đề là bạn phải nhịp nhàng Chứ không phải bạn cứ cấm đầu bạn xoay 3 sao là bạn ăn đâu Không có ba sao là điều kiện cần thôi còn điều kiện đủ nữa à, bạn phải có hai, cả hai thì bạn mới được ba mới 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 có chiến thắng chứ chứ còn điều kiện cần không thì bạn chỉ cần ba sao bạn thắng là đâu có dễ như vậy thì nói mẹ gì nhưng mà thằng này thì làm sao ăn mình đây đi kira goblin nhìn thấy biết liền nhưng mà kira rồi sao rồng tao thổi sát thương phép mà lấy kháng phép ở đâu mày đánh đây tiễn uh. <laughs> yes yes Ok anh em đang xem để lại cho mình một like Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha Cảm ơn mọi người tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người Chào mọi người nha